Dạ vâng em Tùng à, chào anh em thì hôm nay em Tùng về một cái máy hút bụi nha anh em. Hở này là hở mới. Mã của nó là Ryobi BCL705B thì cái này là cái body. Cái này từ Home Depot về nha anh em. Và cái thông số nó thì trước mặt anh em xem. Thì nó hàng mới nhất hiện nay. Mới nhất hiện nay ha anh em ha. Nó có rất là nhiều loại cái máy hút bụi nhưng mà mã này là mã mới nhất hiện nay và hàng Home Depot về đây có mã đây rồi thì em Tùng sẽ khui ra để cho anh em xem cái máy hút bụi 18V dòng mới hiện nay và giá một cái body này là 1,5 triệu chưa bao gồm phí ship nha anh em. Những anh em quan tâm liên hệ 0962 232 180. Em Tùng sẽ khui ra và gửi đến anh em xem hết cái máy hút bụi này. Đấy. Rồi, hết rồi. Nó chỉ có như này thôi. Cái mã này thì nó làm cái mica trong suốt ở phía trước. Đây ạ. Có chứng nhận UL, hàng Mỹ có chứng nhận UL và giá của nó là 1,5 triệu cái body này mới 100%. Cái này bỏ xuống dưới đất thì nó cũng có cao su để nó đỡ lên cũng rất là đẹp ha anh em ha. Đó. Và pin thì ở phía sau đây pin pin 3A mới dòng Mỹ về giá 900 nha anh em. Đấy rất là đẹp. Rất là mạnh luôn. Catalog đầy đủ rồi. Cái miếng đây thì nó khác xa lạ so với mấy cái khác ha. Cái này mình mở ra. Mở ra. Đây, đây. Và có cước trong này luôn. Gạt lại. Đây. Cái này nó tắt luôn ha. Đấy. Rồi có khả năng là mình gài vào nó mới cảm biến ngay chỗ này nó mới chạy nha. Đấy, đúng rồi. Nó chịu cảm biến ở này nó mới chạy rồi. Tùng sẽ lắp vào để cho anh em xem tiếp. Máy hút bụi này là chuyên hút thảm rồi xe hơi rồi các kiểu. Ok. Rồi, em Tùng cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của em. Thì những anh em quan tâm liên hệ 0962 232 180 và giá của máy hút bụi từ Mỹ về new 100% và mẫu mới nhất hiện nay 1,5 triệu nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em.